Kính thưa quý vị đại biểu và ban giám khảo, kính thưa toàn thể nhân dân xã Hưng Thịnh và toàn thể các em thiếu niên nhi đồng thân mến, cứ mỗi dịp hè về, lòng mỗi người lại bất chợt nao nức, hào hức chờ đợi những tiếng trống, tiếng còi vang lên. Cả em nhỏ cũng trở nên hào hức chờ đợi những đêm hè để được tập trung tập luyện cùng nhau. Đó là dấu hiệu của một mùa diệt nghi thức đổi thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh đã đến. Đang nhịp nhàng tiến vào lễ đài là 68 em thiếu niên nhi đồng đến từ chi đội 2. Với những con tim tràn đầy nhiệt huyết và tươi trẻ, các em là những bông hoa tiêu biểu đại diện cho thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước về tham dự hội thi nghi thức duyệt đổi thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Đây là một sân chơi bổ ích, mỗi dịp hè về giúp các em có một kỳ nghỉ hè thật tròn vẹn và đáng nhớ. Chi đội 2 xin được kính chào quý vị đại biểu, ban giám khảo và toàn bộ bà con nhân dân. Lời chào trân trọng nhất. 68 đội viên chi đội xóm 2 được sự quan tâm động viên chăm sóc của các bậc phụ huynh, của bà con nhân dân và của các anh chị phụ trách đã cùng các em tập luyện hăng say, rèn luyện các em trở thành những đội viên xuất sắc nhất có mặt trong hội thi ngày hôm nay. Rèn đức, rèn sức, rèn tài, rèn trong gian khổ, rèn ngoài nắng mưa, rèn cho các em ý chí kỷ luật, rèn cho các em sự chăm chỉ bền lòng để sau này vững vàng trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước Việt Nam. Đội xóm 2 chúng em luôn phấn đấu vì lý tưởng của đội viên đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, nói theo gương anh hùng cách mạng như anh Kim Đồng, Chị Võ Thị Sáu và những người anh hùng tiêu biểu khác. Sự hy sinh của bao thế hệ cha anh lớp trước, của biết bao anh hùng đã hy sinh tuổi trẻ của mình để giành lại nền độc lập tự do cho đất nước, cho thế hệ trẻ tương lai. Để xứng đáng với những công lao to lớn đó, chúng em, những đội viên của chi đội 2 phấn đấu rèn luyện để trở thành những công dân có ích cho đất nước. Thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, thực hiện tốt lời hứa đội viên, gương mẫu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi công tác đội cũng như trong học tập và lao động, rèn luyện trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Năm học vừa qua, chi đội 2 đã có nhiều thành tích xuất sắc. 100 em đạt học sinh giỏi, 50 em là học sinh khá, 20 em đạt giải thưởng các kỳ thi cấp huyện, cấp tỉnh. Trong những năm qua, chi đội cũng đã đạt được nhiều thành tích và góp phần không nhỏ trong thành tích chung của xã nhà, xứng đáng là những búp măng non tươi sáng nhất của đội viên đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh xã Hưng Thịnh. Chúng em xin hứa sẽ rèn luyện và học tập để trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh và phồn thịnh. Thank you.
Nghi. Thank you.
chi đội 62 chúng em chuẩn bị dàn hàng để thực hiện các công tác nghi thức đổi và bài múa tập thể. Những công tác thể dục nhịp điệu uyển chuyển nói lên tính thống nhất, tinh thần nâng cao sức khỏe, thể hiện tính nghệ thuật trong từng động tác của các em. Tập đều cho ngực nở nang, chân tay cứng cáp cho người thiên sinh. Chúng em hiện đang di chuyển về đội hình về các vị trí hình thành đội hình lá cờ đỏ sao vàng Việt Nam. 30 đội viên ở các vị trí bốn cạnh hình chữ nhật là nền cờ đỏ. Nền cờ màu đỏ tượng trưng cho máu đỏ, màu của nhiệt huyết, ý chí, niềm tin. 20 đội viên ở chính giữa là ngôi sao vàng sáng. 5 cánh sao tượng trưng cho 5 tầng lớp sĩ công, nông, thương binh cùng đoàn kết trong đài gia đình dân tộc Việt Nam. Trong quá khứ hào hùng của dân tộc, lá cờ đỏ đã xuất hiện trong dấu mốc quan trọng là vào năm 1954, lá cờ quyết chiến quyết thắng đã tung bay trên nóc hầm tướng Đờ Cát. Và vào năm 1975, lá cờ đỏ sao vàng được tung bay đầy tự hào tại cột cờ đến nóc Dinh Độc Lập. Giờ đây chúng em là những con băng non, là thế hệ cực quốc của các anh hùng dân tộc, những người đã ngã xuống cho chúng em có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Sẽ tiếp tục cố gắng học tập để lá cờ đỏ sao vàng luôn được tung bay một cách tự hào và hãnh diện nhất trên khắp tổ quốc Việt Nam, sánh vai với các cường quốc Nam Châu như lời Bác Hồ đã dạy. Bài hát và chi đội chúng em mang đến sân chơi này là bài Năng Động Việt Nam, với những giai điệu sôi động, ca từ tươi sáng và những động tác vô cùng khỏe khoắn của các em đội viên, hứa hẹn sẽ mang đến một tiết mục vô cùng hấp dẫn. Năng Động Việt Nam, từ tiêu đề bài hát đã thể hiện sự tích cực, sự tươi vui và thể hiện tầm quan trọng của việc rèn luyện thể chất và tinh thần của thế hệ măng non Việt Nam. Một tương lai năng động, tươi trẻ và mạnh khỏe. Bài hát thể hiện sự đoàn kết, bên nhau tiến lên của thế hệ trẻ, thể hiện những bước tiến mới, nỗ lực mới và toàn cầu hóa qua những động tác thể chất giúp nâng cao sức khỏe tinh thần và thể lực cho thế hệ tương lai. Bay lên, vươn xa, khát vọng, tiến lên là những lời ca, như những lời thúc giục cổ vũ mạnh mẽ cho tinh thần những đội viên trẻ cùng rèn luyện, cùng phấn đấu cho tương lai.
Và sau đây bài một của chi đội 2 xin phép được bắt đầu. Với cả sức khỏe thể chất và cả trí tuệ, sự hăm học hỏi để lá cờ đỏ sao vàng luôn được tung bay mãi về sau. Hát cho tập hợp. Thank you.
biển vai. Quay gần đây xem. Ăn gặp thảo, ăn cháo thì mình thế đấy, chứ gì đến như thế mà về. Giao, giao để mua giao nữa. Ban giám khảo và toàn thể bà con nhân dân xã Hữu Thình, ban điều dưỡng, văn người đã thay cho lời chào của chi đội 2 chúng em. Chúng em xin hứa sẽ học tập và rèn luyện xứng đáng là con ngoan trò giỏi, cháu Bác Hồ Chí Minh, phấn đấu trở thành những công dân có ích cho xã hội và đất nước Việt Nam thân yêu. Một lần nữa, chi đội 2 xin chân thành cảm ơn quý vị đại biểu, ban giám khảo và quý vị khán giả đã cổ vũ nhiệt tình, là nguồn động viên tinh thần để chi đội 2 hoàn thành xuất sắc phần thi của mình. Xin kính chúc hội thi thành công tốt đẹp.